mặt chữ điền vui vẻ, hòa nhã là mặt có tướng này tâm địa thoải mái, rộng rãi giống như cái trán của họ vậy, họ rất phóng khoáng với bạn bè, cũng tỏ ra chu đáo trong các mối quan hệ xã giao, họ sẽ là nhà từ thiện giúp bạn vượt qua hoạn nạn. Phụ nữ kiểu mặt ngây thơ, trong sáng cởi mở các nét tròn, trán cao là xuất thân cao quý và được chăm sóc tốt ngay từ nhỏ. Phẩm chất đạo đức tốt, nhưng phải sáng có thần. Nếu mắt to, đen, nhưng ánh nhìn lạnh, vô cảm thì có xuất thân cao quý đến đâu nếu không giáo dục tốt, thì sau này dễ trở thành cô gái kênh kiệu, ương bướng gây khó chịu cho người khác. Lông mày lá liễu, dịu dàng, lương thiện và lễ phép. Phụ nữ có tướng mặt ương bướng có những đặc điểm sau đây, đuôi lông mày xoáy tròn như chôn ốc, trên trán có nhiều nếp nhăn lộn xộn, kích cỡ hai mắt không bằng nhau mũi nhỏ, gò má cao, người ngả về phía trước. Tướng mặt phụ nữ tai quái có những đặc điểm sau đây, ánh mắt láo liên, giọng nói thì thào, mũi diều hâu, hàm răng hướng vào trong, khuôn mặt nhìn chính diện khác hẳn so với nhìn nghiêng. Tướng mặt phụ nữ nhiệt tình như lửa có những đặc điểm sau đây, người có tướng này thường thì tai đỏ hơn má, mặt vuông, cằm hai ngấn, lệ đường thâm đen, mắt long lanh ướt át. Tướng mặt phụ nữ thích ăn ngon, mặc đẹp, tiêu xài hoang phí có những đặc điểm sau đây, xương lông mày nhô lên, không cái dái tai, miệng rộng, mặt hình oval, mũi hếch. Người phụ nữ có mặt hình oval là người thích chạy theo mốt thời thượng, thích trang điểm khi dạo phố, thuộc tuýp người ăn chơi không sợ tốn kém. Tướng mặt phụ nữ chỉ thích tiền có những đặc điểm đây, hai lông mày cách xa nhau, mặt hình quả lê, mắt đào hoa, sống mũi tẹt, cười hở lợi. Tướng mặt phụ nữ phú quý tự tới có những đặc điểm đây, người phụ nữ này có mũi cao, thẳng, giọng nói ngọt ngào, cằm đầy đặn, dái tai dài, nhân trung dài và sâu. Tướng mặt phụ nữ bất mãn với chồng có những đặc điểm sau đây, những người phụ nữ này có mắt to và lộ thần, gò má cao, thái dương lõm, sống mũi nổi gồ, giọng trầm như nam giới. Tướng mặt phụ nữ ưu sinh sự có những đặc điểm sau đây, thái dương có nốt ruồi, gáy mỏng, môi bên trái và bên phải không đều nhau, mũi ba khúc, lưỡi ngắn. Tướng mặt phụ nữ ưu sinh sự có những đặc điểm sau đây, thái dương có nốt ruồi, gáy mỏng, môi bên trái và bên phải không đều nhau, mũi ba khúc, lưỡi ngắn. Tướng mặt phụ nữ thảo mai, đóng kịch có những đặc điểm sau đây, những phụ nữ này có ánh mắt thay đổi liên tục, thích chun mũi, có thói quen dỗ môi, tóc dài che nửa mặt, giọng nói giả tạo. Tướng mặt phụ nữ nham hiểm không chừa một thủ đoạn nào có những đặc điểm sau đây, đuôi mắt hình móc câu uốn cong, lông mày đứt đoạn, mũi diều hâu, môi nhỏ lại mỏng, giọng nói trầm ấm. Tướng mặt phụ nữ giỏi giang, tài cán có những đặc điểm sau đây, lông mày nằm ngang, cửa tai rộng, phía dưới mắt có một đường thẳng nằm ngang, nhân trung dài, sâu, miệng rộng, môi dày. Tướng mặt phụ nữ tài hoa, nhảy bén có những đặc điểm sau đây, đây là những người phụ nữ có đường chân tóc hình chữ M, xương mày đầy đặn, lông mày hình núi, mũi sáng tạo, cằm trẻ. Tướng mặt phụ nữ nhẫn nhịn, phục tùng có những đặc điểm sau đây, người phụ nữ có tướng này thường có mắt ti hí, tai mỏng, miệng nhỏ luôn hé mở, gò má gầy lõm, hàm răng dưới hướng vào trong. Tướng mặt phụ nữ độc ác có những đặc điểm sau đây, đuôi mắt hình móc câu, mũi nhọn, mảnh, lông mày đứt đoạn, nhìn thấy xương quai hàm từ phía sau tai, răng khớp khểnh. Tướng mặt phụ nữ có vận may mắn có những đặc điểm sau đây, lông mày thanh tú, xương gò má cao, trán đầy đặn, tai cao hơn lông mày, cằm đầy đặn. Tướng mặt phụ nữ luôn gặp xui xẻo có những đặc điểm sau đây, khí sắc phúc đường kém, khoảng cách giữa mắt và lông mày hẹp, ấn đường có màu xanh hoặc đỏ, tai mỏng, sơn căn hỏm xuống. Tướng mặt phụ nữ lãnh đạo có những đặc điểm sau đây, xương phụ tê, mũi hình túi mật treo, mí mắt gập vào bên trong, hai mí ẩn, hai tai áp sát đầu, đường nét môi rõ ràng. Các bạn hãy đăng ký kênh để luôn gặp may mắn trong cuộc sống.